chao nha bà con, chao. Nghe nói chao á là bà con hay nghĩ tới những người ăn chay đúng không? Nhưng mà chao ăn mặn, ăn chay gì ăn cũng được. Bởi vì nó là loại đậu hũ lên men, cho nên ăn rất tốt chứ không gì hết á. Nhưng mà đậu hũ lên men mà, nhưng mà cũng có những người không ăn được chao, ăn vô bệnh nặng thêm, bệnh lâu bớt thêm. Đó là những người cao huyết áp, viêm dạ dày, người dưới 12 tuổi, 11 tuổi, 10 tuổi, 98, 76, 5, 43, 21 là không ăn được chao. Chao nó tốt, chứ không phải là chỉ dành ăn chay không đâu. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhớ rằng những người có bệnh ở đây ăn vô bệnh càng nặng thêm, bệnh lâu bớt thêm là những người cao huyết áp. Rồi, nghe bà con, cao huyết áp. Những người viêm dạ dày, trẻ em dưới 12 tuổi là không ăn chao, mà tốt cho người có sức khỏe. Nó tốt cho những người ăn, nó tăng cường được chất đạm, chất xơ, ổn định cân nặng, tim mạch tốt quá ha, phòng ngừa ung thư xương khớp tốt quá ha ha ha, tiểu tiểu đường tiêu quá, kém ăn, mất ngủ. Ăn chao rất tốt đó bà con, cho nên chúng ta ăn chao. Ăn chao là rất tốt cho sức khỏe, nó tăng cường chất đạm, chất xơ, ổn định cân nặng, tim mạch, phòng ngừa ung thư xương khớp, tiểu đường, tiêu hóa, kém ăn, mất ngủ. Nhưng mà ta nên ăn chao một ngày ăn 2 miếng thôi, ăn 6 ngày nghỉ một ngày, một ngày ăn 2 miếng chao, ăn 6 ngày nghỉ một ngày rồi mới ăn tiếp, không được ăn liên tục nhiều đâu nha bà con. Chúc bà con ta ăn chao vui vẻ, mạnh khỏe, vui, trẻ, khỏe, đẹp. Bà con ơi, xin chào. Nào.